Già Thiên tập 33. Ở cuối tập 32, Diệu Phàm sau khi trở ra từ Thái Cổ Cấm Địa, hắn bế quan một thời gian dài thì cuối cùng đột phá cảnh giới Thần Kiều. Sau đó hắn trở lại Linh Khư Động Thiên để lấy lại một ít đồ mà hắn cùng với bàn bác đã để lại năm xưa. Trở lại đây, người đầu tiên hắn muốn gặp chính là Ngô Thành Phong trưởng lão. Vị trưởng lão đáng kính này trước đây cũng giúp cho Diệu Phàm và bàn bác rất nhiều. Ngô trưởng lão sau khi gặp lại Diệu Phàm thì cũng vô cùng kích động. Lão cũng không có thay đổi bao nhiêu cả, tóc râu bạc trắng, vóc người cao to, mang theo một cổ khí chất xuất trần. Lão thấy Diệu Phàm đương nhiên là nghĩ tới bàn bác, không khỏi thở dài một tiếng. Bàn bác đã được ông thu làm đệ tử, bị yêu tộc cưỡng bức rồi biến mất trong phế tích Nguyên Thủy. Vừa đi vừa nói chuyện thì đột nhiên Ngô trưởng lão xuất thủ công kích về phía của Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng phản ứng cực nhanh rồi tránh né. Kỳ thật Ngô trưởng lão chỉ đang muốn kiểm tra xem bao nhiêu năm thì Diệp Phàm đã tiến bộ như thế nào. Kết quả ngoài sức tưởng tượng, mặc dù Diệp Phàm không lộ ra thực lực chân chính nhưng cũng khiến cho lão hết sức kinh hoàng. Thái cổ thánh thể lại có thể tu luyện, đúng là tiền đồ vô lượng. Buổi tối, Diệp Phàm quay trở lại căn phòng trúc trước đây của hắn và bàn bạc từng ở. Hắn muốn lấy đi một số đồ vật tỷ như thanh đăng, kim cương sử, tấm biển đồng, đại lôi âm tự, nhưng tất cả đều đã biến mất. Đang lúc Diệp Phàm trở ra muốn tìm Ngô trưởng lão dò hỏi thì lại đụng phải đám người Lê Lâm đang mai phục ở ngoài. Lê Lâm là một mầm tiên của Linh Cư Động Thiên, có quan hệ rất tốt với Hàng Phi Vũ. 3 năm trước đây từng ra mặt giúp đỡ cho Hàng Phi Vũ ở trong phế tích Nguyên Thủy. Ta cùng 3 người các người có ân oán gì không? Diệp Phàm rất ung dung cười hỏi. Không nói tới ân oán của ngươi và Hàng sư đệ, nhưng chỉ bằng chuyện ngươi dẫn dụ Ngọc Giác Xà đuổi theo chúng ta, chuyện ám sát bọn ta như vậy, chúng ta làm sao có thể bỏ qua? Ta từng thề rằng nếu như gặp lại tên phế vật như ngươi thì nhất định phải giết ngươi. Lê Lâm nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt giống như là một khối băng, hàn khí bốc lên ngùn ngụt. Võ Môn đương nhiên không giải quyết được gì, bởi vậy ngay sau đó cả đám 3 người đã bay vào hội đồng với Diệp Phàm. Lê Lâm xuất thủ đầu tiên, nàng thể ra kiếm khí, vô số ảnh kiếm vàng óng xuất hiện quanh thân, sau đó là phóng về phía của Diệp Phàm. Diệp Phàm hiện tại thực lực đã là thần kiều, nhưng đối với 3 người này thì hắn chỉ dựa vào sức lực cùng với sự linh hoạt của bản thân để đối chiến. Trận chiến vừa mới bắt đầu thì đã phải kết thúc. Ở Linh Cư Động Thiên, Diệp Phàm không muốn hạ sát thủ nên chỉ dạy cho 3 người bọn họ một bài học rồi rời đi. Sau khi gặp lại Ngô trưởng lão, Diệp Phàm mới biết được những món đồ của hắn cùng bàn bác trước đây đã bị một vị trưởng lão trong môn lấy đi. Người này không ai khác chính là Hàng Chỉ Thủy, ông nội của Hà Phi Vũ và cũng là sư huynh của Hàng trưởng lão trước đây đã bị Diệp Phàm giết chết. Ông ta đối với luyện khí có chút kiến thức độc đáo, cho nên khi phát hiện ra thanh đăng, kim cương sử, tấm biển đồng, đại lôi âm tự, tự đã mang về và nghiên cứu. Sau đó Ngô Thành Phong trưởng lão cũng dẫn theo Diệp Phàm tới chỗ của Hàng Diệt Thủy trưởng lão để đòi lại những món đồ này. Vừa tới nơi, Ngô trưởng lão mở miệng nói: "Hàng trưởng lão, ta dẫn hài tử này tới, người đem những đồng khí kia trả lại cho hắn đi." Hàng Diệt Thủy sắc mặt tái nhợt, nhìn Diệp Phàm mấy lần, sau đó nhìn về phía của Ngô Thành Phong trưởng lão thản nhiên nói: "Những thanh đồng khí này không phải là của đệ tử bàn bát sao? Tại sao lại có liên quan tới hắn?" Người Ngô Thành Phong trưởng lão thần sắc nhất thời biến đổi, Diệp Phàm cũng có cảm giác rất không thoải mái nói: "Hàng Dịch Thủy trưởng lão, ngài sao có thể nói như vậy? Những thứ vé đồng kia có cái của ta, có cái của bàn bác. Hiện nay bàn bác đã mất tích, ta là bằng hữu tốt nhất của hắn, tới lấy lại đồ của chúng ta, tại sao lại có thể nói là không có liên quan?" Tranh luận một hồi, Hàng Dịch Thủy biết mình đối lý, lại có Ngô Thành Phong trưởng lão ra sức bảo vệ Diệp Phàm, nên ông đành phải miễn cưỡng trả lại những món đồ kia. Sau khi lấy được đồ, Diệp Phàm cũng không nán lại lâu, hắn từ biệt Ngô Thành Phong trưởng lão rồi rời đi. Trước khi rời đi, hắn còn lấy ra một ít thần tuyền thu được từ Thái Cổ Cấm Địa đem tặng cho ông. Ngô trưởng lão cũng tặng lại cho Diệp Phàm một con thần hạt để hắn tiện đường di chuyển. Chuyện cảnh tới diễn biến bên cạnh Hàng Dịch Thủy, lúc này ông đã vô cùng tức giận, đồ tới tay còn bị cướp lại, làm sao chịu buông tha. Bởi vậy rất nhanh hắn đã phái ra 10 đệ tử tinh anh dưới trướng của mình đi giết Diệp Phàm. Đợi khi hắn rời khỏi Linh Khư Động Thiên thì lập tức động thủ. Trong 10 người được phái đi, có 2 người đã đạt tới cảnh giới thần kiều, 8 người còn lại là thuộc cảnh giới mệnh tuyền. Thực lực cỡ này tại Yên Quốc coi như cũng là một cực kỳ khủng bố. Quả nhiên hành động rất mau lẹ, Diệp Phàm vừa rời đi một đoạn thì lập tức có hơn 10 đạo thần hồng bay tới chặn đường, bao vây Diệp Phàm ở giữa. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn những người đang đứng ở giữa không trung, giống như đã hiểu ra cái gì đó, trong đôi mắt bắn ra 2 đạo thần quang nói: "Là Hàng Dịch Thủy phái các ngươi tới, người cũng không ngu ngốc, còn Diên Ngôn gì muốn nói thì nói nhanh đi, chúng ta tiện ngươi lên đường." Đối diện có người lên tiếng: "Hai gã cường giả thần kiều cảnh giới, hơn nữa còn 8 tu sĩ mệnh tuyền cảnh giới đến để giết ta, đúng là quá coi trọng ta mà." Diệp Phàm cười chế nhạo: "Không phải nói làm gì cả, ai ra kết thúc tính mạng của hắn đây? Thập đại đệ tử của Hàng Dịch Thủy đều đứng ở đây, chẳng ai coi Diệp Phàm ra gì." Trên mặt đầy vẻ kinh miệt, không ai muốn động thủ với hắn. "Lục sư đệ, mấy người các ngươi ra giết hắn đi rồi nhanh chóng trở về." Hai gã tu sĩ thần kiều cảnh giới phân phó, bọn họ cảm thấy mình không cần phải nhúng tay vào. Đúng lúc này Diệp Phàm mở miệng nói:
hay là tất cả các ngươi cùng lên đi, rồi hắn chậm rãi bay lên trời. Lập tức cả đám sửng sốt. Trước giờ vốn nghĩ Diệp Phàm chỉ là một phàm nhân bình thường, chỉ dựa vào sự cứng cáp của bản thân mà đấu chiến. Thật không ngờ, hắn cũng là một tu sĩ. Hai tên tu sĩ thần kiều cảnh giới cảm thấy có chút không ổn, ra lệnh cho mọi người đồng loạt tiến lên. Đúng lúc này, thần lực trong người của Diệp Phàm dâng trào, hoàng kim thần hỏa thiêu đốt, cả người như mặt trời rực rỡ thiêu đốt, tiếng sấm vang lên y ùng. Dưới chân kim quang hiển lộ, tốc độ của Diệp Phàm như sấm chớp đã nhanh đã xuất hiện trước mặt của một tu sĩ thần kiều. Một quyền vung lên, lập tức thi thể tu sĩ thần kiều cảnh giới đã bị chia năm xẻ bảy, chết không biết mình chết như thế nào. Đại sư huynh, tất cả mọi người đều kinh hô, cảm giác cả người lạnh như băng. Sự việc phát sinh chỉ trong chớp mắt, không ai kịp ngăn cản cả. Cùng lúc đó, Diệp Phàm hóa thành một đạo kim quang xông tới, nắm tay đấm thẳng vào nữ tần thần kiều cảnh giới còn lại. Chỉ nghe một tiếng nổ truyền tới, huyết nhục bay tung tóe rơi xuống bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều bị chấn động. Hai gã tu sĩ thần kiều cảnh giới bị Diệp Phàm hai quyền chấn tan, chiến ý của bọn họ đã bị dọa cho tan hết, lập tức quay người chạy trốn, bảo toàn mạng nhỏ là trên hết. Diệp Phàm tới xuất ra một tử đồng bát quái kinh, Thiền La Tán, chỉ trong phút chốc chiếc kính tỏa ra hào quang rực rỡ như mặt trời quét ngang bốn phía. Bập bập bập, một luồng khói nhẹ bay lên, một thi thể rơi xuống. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ai có thể bỏ chạy. Sự chênh lệch giữa tu sĩ thần kiều cảnh giới và mệnh tuyền cảnh giới là vô cùng lớn. Ngay cả hai tu sĩ thần kiều cảnh giới còn bị Diệp Phàm quyền đánh chết, thì bọn họ là cái gì? Rất nhanh cả đám người đã bị giết sạch, toàn bộ không trừ một ai. Hàng Chỉ Thủy, người đã phái ra thập đại đệ tử, nếu như người bình thường thì chắc chắn phải chết, nhưng đáng tiếc người gặp phải ta, Diệp Phàm tự nói. Người đã muốn giết ta, ta cũng không cần phải cố kỵ gì nữa rồi. Dứt lời, hắn cử thần hạt trở lại Linh Khư Đồng Thiên tìm Hàng Dịch Thủy báo thù. Trận đại chiến lại sắp sửa được tiếp diễn. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập 33 Gia Thiên rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh của mình để nhận thông báo cho tập 34 sớm nhất nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.